dưới đây là một con nâng một kẹt nó khí cái này là sự mạng nghiên bị tổ mối tròn thưa càng chạy này sẽ cho nâng bị tổ mối cực lâm xong ở một hai trong phí được biết ca cầm đọt tê cái lý slide là mây áo slide của một present ở slide present bỏ dưới rút đòi ô tô tích đòi dưới mình chẳng phải thưa càng chất trẻ chẳng như con tay thưa càng cầm đọt lâu dưới sân để dựa về này slide mình mối nên là sẽ đặt cái ca như PowerPoint của nhé. Tương tự như ai rắn automatic thì lập cái mối từ lập cái tí từ lập bấy từ cái bốn từ cái trăm đào như mình chạm mạch với cái plan nên là cái ca như PowerPoint của chúng ta. Bạn chẳng làm mấy từ cái ca như bán mình chơi từ cái bạc như cái vị trí PowerPoint bạn chẳng cứ khi mà cứ cả bạn Microsoft PowerPoint để đồ háo ấy rồi toàn chỉ một lại number phải tìm mối nhé cứ khi ông bạn cứ cả cùng cả nối slide tìm mối được nhóm còn chỉ một lại trong trong cả slide nối slide tìm tìm trong trường nào cũng lắm nhóm chưa đưa được tiện được slide bạn chắc cứ đưa bạn thư ca bằng hai người slide một tí hoặc là một thư ca nâng slide và đọc tiếp trong thư ca nâng slide đo slide thứ 4 nâng slide thứ 5 bạn chắc cứ từng gặp cách ca nghe được bậc thống với thức nông trong lựa chọn nâng trạm slide và mây mọc thư ca bằng hai chung nó bằng ổn như cô mặt kẹt một tí từ trong cái bài bảo ọc thách nâng ខ្ញុំសូមជួយការ delete បាទខ្ញុំសូមជួយការ delete គ្រប់ស្លាយទាំងអស់ដែលស្លាយរបស់ខ្ញុំមានចំនួន5ស្លាយបាទខ្ញុំ delete បាទឡើងនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំបានធ្វើការ delete đo một ô như của mặt trận mặt kia ca cầm nó từ riêng kế slide mùi mối đầm mây áo dưới automatic đau dưới mặt trận mặt kia chụp play để lưu keyboard bỏ chiều bạn chẳng tìm đặt slide nó cũng không trông như kiểu nâng photo bỏ nhóm đầm mây dọc mặt kia khá trai dùm lấy đo một ô như của mặt trận mặt kia bạn chẳng tìm trông sau như lưu slide đi mối nhóm to một tiết các nhóm thích nâng cao lại tiết feature và chấm các nhóm chọn this device và những cái chi photo được bọc nhóm các nhóm thứ khác chọn để lựa photo của các bạn sẽ và chấm ba như là slide đi mũi chấm các nhóm xong thứ cả tiền lựa photo bọc nhóm ở điện thông một cách xong crop bạn ở đây mình cứ không xong chọn lưu slide thứ hai chúng chọn insert picture this device bạn ở đây mình không xong thứ hai tiền lưu lưu kịp trong trace cam cho bạn từ đó không chọn slide thứ bảy để khi nhóm chưa được lưu kịp ở đây là mình mặc thứ cả mặt hàng slide 4 insert picture this device và cho nó lên slide 5 insert picture this device và cho mang thứ ca lưu dụng lưu dụng cho khó trình nguồn trang slide đang nhìn rút thiệu được một nhóm là mây áo thứ ca còn học lưu một tí slide đang dùng mình cho bạn thứ ca chắc là lưu plan lưu keyboard cho bọn những cái chấm tại vì là dùng cho hai lấy cái không cho lưu file đi ngồi và xin chỉ cần là dùng một bàn thứ ca còn học ế là vì đây
cho tôi một hai cái slide một tí thì tôi thu ra trực inter và mấy áo slide có những hình là cá tôi phải một tí được một slide một bấy được một slide một bốn và được một slide một tạm được một slide tọc và tọc chứ cái gì mà một hai một hai một cái trang ấy hầu còn có gì và chứ nó mấy thu ra cùng nó dạy tê ngay cả một hai ngay cả ra plan được không slide đó còn bán chỉ được bóng cũng không xong cho nên còn slide thì rồi còn tiếp như chúng ta đọc mơ một tiếp transition bạn thì trong trường mặt transition đã thu như chúng ta đọc mơ một tiếp after bạn như vậy sẽ tiếp tục là có thể tìm và nhóm grid thì trong bài thì after trong các có thể tìm thì trong trong bạn rồi còn tiếp tục nhóm cho nên lớn slide thì tìm từ đầu kia thì trong tìm after slide thì bấy cái đôi kia bè thì bốn cái đôi kia thì bèn đôi kia đây con đôi kia bè chẳng được trông cho một cái lại slide thì mối rồi hộp nó slide thì bèn tôi không mà tôi kia cũng nọt rồi chấm nên là slide thì mối thì mối rồi hào chẳng được trông cho một cái lại như kia một bọn đưa cầu một cái một cái ai tôi kia mưa nơi màu được bọc trong khăn cáo khi mà tôi ra chụp lên slide show và mấy áo ấy bằng khám chụp nó bằng có một cái một cạnh một phía slide cái slide thì mới hỗ trợ slide thì khám đáo cho mặt mình bạch tôi ra chụp play như khi bỏ đi chẳng cứ như được automatic một cái đại diện bằng chọn lên slide thì mới tôi lựa chọn đó cho từ đó slide thì và chẳng cứ chọn trong trong một cái slide show bạn chấm giữa cái đồng trắng mà lấy cái gì mà cái cái play đi slide đi mối thì ký thì bấy và lấy cái gì mà mình chọn cái gì được hao ấy chấm tầm rộng slide như mình muốn cứ được bên này như cái cái tầm nốt khi mình kịp ngay trú tầm rộng dưới nơi lớn cái play tầm slide như mình muốn bạn chấm tầm rộng video thay như cái mặt này cầm kháng chú nó một phẫu năng một phía không tí được biết cùng nó lại từ lứa ở cái trang như về tầng thế sinh của chúng ta trong một tầng thế là phóng lần một lý tình chất một cái trang để một lần lý cùng thơ chú ý thực hiện sự lái của yêu cầu của mình từ tầng cáo về dịch vụ của các bạn thì trong một trọng đến đó từ mắt của một phần một quân bảo một số mình một cái một lý đài đánh cái trong lại kê của lý và người đồng lấy không cần chú ý nhá người dịch vụ được chú mắt chụp nhé, rồi bị ổ cầu, ổ cuốn chứ lắm, chụp bị tí, bye bye.